Xin chào tất cả các bác. Ở video này xin ghép lên một bộ cấu hình cho các bác thưởng thức. Đó là một đôi loa Mỹ 12 triệu đồng. Hôm qua em đã có video báo giá. Đôi loa Mỹ này sử dụng một bát 30. Các bác có thể để ý thấy cái thiết kế của nó, cái độ lõm màng rất là sâu. Thì với cái kinh nghiệm cũng như là cái để lại của các cụ ngày xưa nói, thì những đôi loa mà có cái độ lõm, đôi loa Mỹ các bác nhé, có độ lõm sâu như vậy thì thường nó cho ra tiếng bát rất là gầm gừ. Đó thì đúng luôn các bác ạ, những đôi loa như này, như vậy có cái tiếng bass rất là gầm gừ, và đặc trưng là nó có lỗ thông hơi phía sau và hai vi tinh chỉnh. Đôi loa này của nó là bass 30, chiều rộng của nó là 38. Đó các bác, chiều rộng của nó là 38, chiều cao của nó là 63 và chiều sâu nó là 30. Đó thì đôi loa này nó sẽ thiên về giải siêu cao, nghĩa là có hai con tép đôm. Hai con tép đôm, vật liệu nó vật liệu gốm và một con trung đôm. Đó các bác, một con trung đôm. Và cái trung này của nó một cái võng này cho thổi âm thanh về phía trước các bác. Và con bát nó sử dụng màng giấy gần mút rất là sâu và mềm, độ nhạy rất cao. Độ nhạy rất là cao, đặc trưng dòng loa Mỹ này, độ nhạy rất là cao, củ từ Nikon. Dòng này sử dụng từ vuông bánh trưng các bác nhé. Nghĩa là cái con bát này các bác nhìn ấy, rất giống của những dòng AR, rất là giống luôn, các bác nhìn rất là khôn. Và con loa Mỹ này để các bác giá 12 triệu. Mỗi thùng loa nặng gần 30 kg, nặng 26 cân. Đó các bác, bây giờ em sẽ mở một đoạn của Như Quỳnh để các bác cùng nghe thử. Em đang test với chiếc âm ly Chio K5002. Đây là một dòng xuất âm tụ cực kỳ hay các bác ạ, tiếng cực kỳ hay. Giá 5 triệu đồng tròn. Xuất âm tụ 4 sò sắt lớn. Con này em đã có video giới thiệu rồi. Những bác nào đã chơi qua dòng Chio 5002 này rồi thì sẽ biết được chất âm của nó, có thể khai thác được rất rất nhiều những đôi loa có thể tốt hơn nữa các bạn nhé. Chất âm của nó rất là tốt, trong sạch và giải bát, mềm mại, giải cao, sạch, không có độ sạn. Nó đặc trưng của dòng Chio xuất âm tụ các bác. Và giá tiền thì rất là rẻ với cái tầm tiền này, nếu mà chơi những hãng khác mà cũng là xuất âm tụ như vậy, ví dụ như Sansui đi, với công suất 200W như vậy thì nó phải lên đến hàng chục triệu rồi các bác. Con âm ly này công suất 200W, 200W 100V đến 117V là dòng xuất ra cả thị trường Mỹ luôn. Đây các bác, dòng này thì chạy cả điện 100 đến 117V, nghĩa là nó xuất cả sang thị trường Mỹ luôn. Đó, và tình trạng chiếc âm ly cực kỳ đẹp, không xuất sẹo, hồi gỗ đẹp. Bây giờ em sẽ mở bàn test. Các bác lưu ý là em sẽ không bật low lớt các bác nhé. Đây là nút low lớt của nó, em sẽ không bật. Đó, bây giờ em sẽ mở bài Sao Chưa Thấy Hồi Âm của Như Quỳnh. Bát em để mức 12 giờ. Các bác nghe thử ạ.
trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sao. Không biết là em cố tình để camera dí vào cái con loa tép này, và bên này nữa các bác có nghe được cái tiếng guitar nhỏ nhỏ mà rất ít khi nghe thấy ở những bộ cấu hình khác. Nó gảy kêu ziu ziu và nó gảy rất là ít, nhưng mà nó lại thể hiện được trên này. Các bác nghe kỹ đi ạ. Không biết là cái điện thoại em nó có thu được không, rất chi tiết. Mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẽ bóng nhớ thương anh ngập ngào. Tiếng bát rất là mềm các bác ạ, đúng là những đôi loa bát 30 mà thùng nặng như vậy thì nó ra tiếng bát phải nói là cực kỳ mềm các bác. Cái con tép này giải cao thì đảm nhiệm rất tốt các bác nhé. Để ý nghe kỹ thì những cái tiếng của giải cao ấy được hai con tép mỗi bên thùng này nó thể hiện rất là chi tiết các bác ơi. Nghe nó cảm giác gợi gợn gai ốc với các bác, mà nó không chói các bác nhá, nó không chói. Rất là hay các bác ơi, mà chiếc âm ly này nó khai thác rất tuyệt vời. Chiếc âm ly này nó có cái chất âm phải nói là rất trong trẻo các bác. Không biết sử dụng những từ gì để mà nói cái bộ cấu hình này nữa mà nó hay các bác ạ. Cho chọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sao. Rồi bây giờ em xin chia sẻ một chút các bác tại sao em sử dụng bài này test trong cái bộ cấu hình này. Các bác để ý là cái bài hát Sao Chưa Thấy Hồi Âm này của ca sĩ Như Quỳnh có cái độ phối âm rất là hay ở cái phần guitar. Thỉnh thoảng nó gảy tanh 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 một cái ở cái phần giải cao. Nếu như bộ cấu hình mà nó không thật sự trong thì nó khó có ra tiếng đấy được. Và nếu nó có ra nó cũng không thể tách bạch được. Thì đây, bộ cấu hình này em cho rằng đôi loa này gần như dạng kiểu như đúng là kỹ sư của người Mỹ các bác ạ. Em cho họ là người ngoài hành tinh chứ không phải là người trái đất nữa. Người ta nghĩ ra những cái đôi loa kiểu như vậy mà làm ra những đôi loa kiểu như vậy mà cách đây đến 6-70 năm rồi. Phải nói là họ đi trước chúng ta rất nhiều các bác ơi. Một đôi loa cực kỳ đẹp, giá chỉ 12 triệu. Nói chung loa Mỹ cổ này, những đôi loa mà nó thật sự với em nghe và thấy thích các bác ạ. Nên các bác yên tâm là khi mà đầu tư những đôi loa Mỹ cổ như vậy, những bác nào thật sự tìm đến cái yêu, cái đẹp thì nó là sự chọn đúng đắn. Nhưng có nhược điểm là những đôi loa Mỹ cổ này nó không thể hát karaoke được. Cùng cái tầm tiền 12 triệu này các bác chơi loa Nhật có thể nghêu ngao hát được, bét là nhè luôn, thậm chí là chưa đến 12 triệu. Ví dụ Onkyo D77 kia, em ăn thanh lý chỉ có 9 triệu thôi, nhưng bát tép đánh lung linh lịnh tai luôn. Nhưng mà để mà gọi là sâu lắng và tinh tế thì nó phải là đây các bác ạ. Rất tuyệt vời, nó là nhu cầu mỗi người thôi các bác. Nên là như vậy là em nói là bộ nào em khen hay các bác. Nhiều bác dạo này, những bác mà ít khi xem kênh nhà em và xem nhà em là nói bộ nào khen hay. Thực ra là khen hay là ở cái phương diện là em đứng ở phong cách, ở cái khách quan, nghĩa là em đứng đặt mình là người tiêu dùng. Với cái nhu cầu như vậy thì nó là hay. Còn với nhu cầu khác thì phải chơi bộ khác mới hay. Đó, và em là một người thợ, em biết như thế nào là hay, ở trong cái phân khúc nào là hay, phải ghép như nào nó mới là hay. Các bác yên tâm như vậy. Và mua cả bộ như vậy thì chiếc âm ly nó chỉ có 5 triệu thôi các bác, mà nó khai thác một đôi loa rất tuyệt vời, đôi loa 12 triệu nữa.
chỉ có 17 triệu đồng các bác một bộ cấu hình nghe nhạc. Nó hay kiểu như những bộ AR mà các bác phải bỏ ra, với những chiếc âm ly Fisher nó lên đến cả 19-20 triệu, và một đôi loa nó đến tận 12-15-20 triệu đôi loa, cũng là hàng Mỹ. Thì đây nó nhả tiếng chả thua kém, thậm chí em thấy thích giải cao hơn ở cái phần này các bác, giải cao rất tuyệt vời. Và bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây, một chút chia sẻ lan man như vậy thôi. Thì các bác nào đã biết rồi thì thông cảm cho em. Cái mục đích của em muốn hướng đến các bác là đến cái đẹp, và không quan trọng về giá các bác nhá. Giá có thể giá thấp hoặc giá cao tùy theo nhu cầu mỗi người, nhưng mà đắt hay rẻ đều phải hay các bác ạ. Và bộ cấu hình này chỉ có 17 triệu. Chiếc âm ly giá 5 triệu. Chiêu K 5002. Với những chiếc âm ly này thì trên thị trường người ta bán 5 triệu rưỡi trở lên. Các bác có thể tham khảo rất nhiều nơi. Và để đẹp như mới như này thì rất là khó các bác. Đẹp như mới luôn. Và đôi loa giá 12, một đôi loa cực kỳ hay, 4 đường tiếng. Rồi bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây. Xin kính chào các bác. Câu khi trong đêm dài vòng vo.